mình mới quết xong á cả nhà, mình để tủ đá chắc khoảng 3 tiếng hay gì á, nó đóng đá vậy đó. Giờ mình lấy cái mình quết ha. Đó, cá thì mình chỉ ướp gia vị hành tỏi bình thường thôi, muối đường bột ngọt vậy đó, rồi tiêu đó, hành lá. Mình đang chiên chả cá nha cả nhà. Cái này là 100% cá của Tây luôn á. Nếu mà bạn nào ở Pháp á, thì có thể, nếu mà chưa biết thì có thể mua cái cá này ăn. Nó tên là bẹt đùi nhìn, nó rất là dai ngon như chả cá thác lát của Việt Nam mình vậy đó. Mình điều giá hơi mắc nha, 16 đồng ký cả nhà. Khi nào rẻ là cũng 10 đồng, 9 đồng đó. Bữa nào mà mình rảnh á, thì mình sẽ làm cái chả cá không, mình sẽ chia sẻ từ đầu tới cuối. Rồi hôm nay mình đi làm về mình ghé chợ mình mua, cho nên là về mình tranh thủ mình mần á. Đó, cho nên mình không có chia sẻ khúc đầu, nhưng mà mình sẽ nói sơ sơ là cá mình mua về cái mình rửa sạch, mình cắt nhỏ, mình ướp gia vị xong mình cho vô tủ đá chừng khoảng 2 tiếng cho nó lạnh nhiều. Sau đó mình đem ra mình xay xong cái mình cho trở lại vô tủ đá nữa, rồi nó lạnh nhiều khi mình mới lấy ra mình quết nha cả nhà. Mình mới vừa quết xong nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem chiên, mình có thể chiên hoặc là hấp, hai kiểu nào cũng rất là ngon, hoặc là giò viên á, rồi thảy vô trong cái nồi bún á, mình nấu bún chả cá đó cả nhà. Cái này mình làm chả cá sẵn nè, để sáng mai mình dậy mình nấu bún chả cá cho cả nhà ăn đó. Đó, cho nên giờ mình làm chả cá sẵn đó, mình chiên vàng đều thì mình sẽ vớt ra. Cả nhà nhìn thấy không, nó có độ dai dữ lắm. Thì mình làm theo kiểu bỏ thì là vô cũng rất ngon nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay mình không có ghé chợ cho nên là mình không có thì là, cho nên không có bỏ thì là. Đó, giờ mình chiên vàng mình gấp ra thôi, rất là dai luôn á. Cá này công nhận nó ngon, mà lúc gầy nó hơi mắc cả nhà, 16 đồng ký. Có lúc mà nó rẻ 10 đồng thì mình mua đầm hoài à. Giò viên á, thảy vô cái nồi lẩu hoặc cái nồi bún chả cá cũng rất là ngon. Còn thôi chiên, còn thôi là hấp như nè. Giờ mình làm chả cá sẵn, cái ngày mai sáng dậy mình nấu nồi bún thôi là mình có ăn rồi cả nhà. Đó. Đó ha, mình chiên mình thấy cho nó vàng rồi mình vớt ra. Mình lấy cái muỗng mình dít á, từng miếng rồi mình đầy dẹp mình thảy vô thôi à. Cho nên mình không có dò bằng tay cả nhà. Nếu mà ai mà lấy cái tay á, dò từng miếng xong rồi đè bẹp ra cho nó đẹp thì cũng được. Nhưng mà thôi mình không có cần mất công nhúng tay vô nó dơ nữa. Cho nên mình chỉ làm với cái muỗng thôi, mình làm cho nhà ăn đó, không cần phải quá đẹp đâu, chủ yếu là ngon là được rồi. Mình cắt ra cho cả nhà coi nè, mà ha, chả cá đó rất là dai, mà cả nhà coi, dai rất là ngon, thử miếng, ngon quá trời, cả không? Ăn miếng không? Ý mẹ nói cười gặp khi mẹ làm bánh cho con mà. Ui, làm chả không làm bánh. Bữa nay trong chợ nó hết cá cả nhà, nó chỉ còn có 500g mà. Một miếng á, một miếng của nó, một cái bề lưng của nó là 500g. Cho nên mình chỉ mua được có một miếng thôi. Chứ thường mình làm là làm 1kg cả nhà. Nhiều vậy đó. Rồi giỏi con. Cái này nè, làm nhiều á cái mình bỏ tủ đá cả nhà, để dành mỗi khi ăn lấy ra rất là ngon nha. Hôm nay chỉ được có 500g mà mình không có đi mấy chợ khác đó, cho nên thôi mình lấy 500g. Bởi vì hôm nay làm không có được nhiều cả nhà, ngày mai ăn bún rồi chắc hết rồi, không có dư đâu. Mình xích ra nóng đi nè, văng nóng á, xích ra đi để mà gấp chả cá ra. Xong rồi, chín rồi đó. 500g là 8 đồng á cả nhà. Đúng không? 8 đồng mình chịu khó mình làm chút xíu ra. Rất là nhiều chả hả cả nhà, mà ăn ngon nữa ha, mình chất lượng nữa, bảo đảm mình biết mình để cái gì trong đây. Không có quá chát hay là không có gì hết. À, cái đó đồ để nấu phở đó con. Này, rất là ngon luôn. Để qua đây cho cả nhà coi nha. Đó. Ngon lắm luôn á. Đi nay với mẹ mới ăn hết cục vậy cả nhà. Rồi giờ ngày mai mình nấu bún với cá nè, xong rồi mình ăn. Chả cá mới cắt ha, xong á cả nhà. Cái này hồi tối mình để vô tủ lạnh á, cái này mình đem ra mình cắt. Đó, đây chuẩn bị mình ăn với bún nha. Rất là ngon luôn. Ngoài tụi nó ăn hết rồi, giờ còn dĩa này đủ ăn với bún á cả nhà. Mình đang chiên sơ cá nha cả nhà, mình nấu bún cá. Mình nấu bún nồi nước bún á, nồi nước luộc á, nước cá với cà để mà mình chan bún mình ăn với chả cá. Mình không có nấu theo cái công thức của ai hết nha cả nhà, này tự mình chế biến thôi, tại vì mình miền Tây chưa bao giờ ăn bún cá của miền Trung đâu, mình chỉ nấu đại theo cái khẩu vị của gia đình của mình thôi nha. Và cái cá này là mình không biết tiếng Việt nó kêu bằng cá gì, nhưng mà cá của Tây nè, hôm qua mình mua nè, 6 đồng ký. Mình mua hai con này là 1 kg cả nhà. Đó, bây giờ mình phải chiên vàng cho nó lên rồi mình mới cho vô cái nồi nước mình nấu bún. Mình thích như vậy đó, thích chiên vàng xong rồi bỏ vô nồi bún nhìn nó ngon hơn cả nhà. Đây mình có hành với tỏi mình mới cắt nhỏ, cà chua mình sắc muối cao ha. Giờ mình sẽ chuẩn bị xào cái này để cho vô cái nồi nước. Nó vàng rồi mình sẽ trở lại nó đó cả nhà, mình mới vừa trở xong ha. Chút xíu nữa nó vàng cái này, cái là mình sẽ lấy cá ra đó. Na ra kiếm mẹ. Na phải lấy áo mặc vô ra ngoài đây lạnh nha con. Ở ngoài đây cái ngoài nhà kiến của mình đó, mình mở cửa sổ để mình nấu ăn á. Cho nên là gió lạnh. Rồi ha, bây giờ mình xào cái này. Mình cho cà vô nha cả nhà. Cà chua. Kế bên mình bắt cái nồi nước nha cả nhà. Đây mình có cái nồi nước sôi với cái thơm á, mình cắt nhỏ nhỏ bỏ vô sôi rồi đó. Ừ, con đem vô đi. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm vô cà này nha cả nhà. Mình sẽ nêm muối đường, bột ngọt, bột niêm, miếng tiêu ha, vô cái cà này. Bây giờ mình đang xào cà ha cả nhà. Đó. Xào cà lên. Mình có cho chút xíu dầu màu điều vô trong cái cà nữa, đừng cho cái nước bún của mình nó đẹp á. Rồi, chắc mình thấy được rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho nó vô cái nồi nước kia. Rồi, cà mình mới cho vô cái nồi nước rồi đó cả nhà. Cà xào á. Ha, bây giờ mình sẽ cho cá vô luôn. Cho cá vô luôn. Wow, cá vô luôn ha. Giờ sẽ nấu sôi lên hớt bọt rồi nếm lại vừa ăn là mình cắt hành lá bỏ vô nữa là xong á. Nêm nếm cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình của mình nha cả nhà. Giờ mình cho một chút nước mắm, phải có một chút nước mắm đi mới ngon cả nhà. Sắp được rồi đó cả nhà. Đó. Cá thì nãy mình đã chiên sơ rồi cho nên là giờ mình chỉ hớt bọt sơ cái nữa ha, xong cái mình cho hành lá vô. Rồi khi mình ăn á, ai muốn rỉa cá thì rỉa, thì mình vít cá ra. Thì ăn chung với cái chả hôm qua mình làm á. Chứ nếu mà bình thường mà mình làm nhiều á là khi mình chừa cá lại. Mình chừa cá lại cái mình nặn giò viên á cả nhà, thảy vô trong cái nồi nước này nè, rất là ngon luôn. Đó. Mà hôm qua mình làm không có nhiều, có 500 g mà. Cho nên là giờ mình không có chừa để mà giò viên thảy vô đây được nha cả nhà. Bởi vì mình thảy 2 con cá vô, đó. Thấy không? Hồi nãy mình chiên sơ mình thảy vô nhìn nó ngon ha. Đó. Đó cả nhà. Đó, nước bún cá nè. Vừa cái màu cà với màu điều nó ra nữa cho nên nhìn rất là đẹp ha cả nhà. Đơn giản. Cho hành lá vô nữa đó là xong rồi đó, cái nồi nước của mình xong rồi, chín rồi đó cả nhà. Cà đồ này kia nó cũng vừa chín tới như vậy ha. Rồi xong. Buổi sáng mình nấu cái nồi này ăn đơn giản. Rồi của mình xong rồi đây, chả cá ha. Mình cắt ra từng miếng như vậy, mỏng mỏng. Ở đây mình có bún mới luộc xong nha cả nhà. Rau này mình có rau vườn luôn đó, mới hái luôn đó cả nhà. Cái này là cải xanh nè, cải xanh mà mình thích ăn nhỏ nhỏ vậy, nó còn non như vậy rất là ngon. Hồi nãy mình đặt mấy lá vàng mình bỏ ra không sót, nó sót. Rồi rau thơm cũng toàn ngoài vườn không luôn. Đó, mình sẽ ăn với bún, với chả. Và đây là cái nồi nước mình mới ginh vô cả nhà, thấy không? Đó, đẹp là ngon ha, nước bún cá trong veo như vậy đây. Đó, rồi có thêm cá này nữa, mình sẽ múc ra cái tô á, cái dĩa đó, rồi ai thích dĩa thêm thì dĩa. Đó. Hôm nay mình chỉ ăn đơn giản như vậy thôi nha cả nhà nha. Bữa nay mình đi chợ nữa, nếu mà gặp cá này rẻ nữa thì mình mới mua, để bữa nào mình làm clip riêng mình chia sẻ nha. Mới làm ra một tô đây cả nhà ơi. Đó, mình cho bún, mình cho chả cá lên trên. Rồi mình bỏ rau thơm vào ha. Mình ăn cây nhà lá vườn có gì ăn đó. Đó, bao nhiêu rau ở ngoài vườn đây nè. Rồi mình xin mời cả nhà nha. Chào cả nhà. Nói đi. Xin chào cả nhà, hôm nay là phát chào con. Bé chào con. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn trưa nha, với nhà Lina nha. Sao chocolate mẹ? Ăn bún nha cả nhà, bún cá nấu đơn giản theo kiểu của nhà mình. Có rau rồi có tép, có chả cá. Đó. Tép bay đi ra đi chợ mới mua về cả nhà. Cái Nam có bún ăn không? Tép mấy đồng ký anh? 6 đồng 65. 6 đồng mấy? Nhưng chưa được 7 đồng kg cả nhà. Nhìn thấy ngon quá. Bự quá anh hả? Bự á. Mà để em thử nó mặn không? Ngon. Cái đầu này mặn. Thôi, ngon không có mặn không? Ai không làm bằng giỏi. Ăn xong rồi ba đi Nam dẫn mẹ con mình đi dạo, ok? Chơi kia rồi. Tại có một cái trung tâm mua sắm á cả nhà mới mở. Cái tù mua không? Nó mới mở. Lớn hả? Mẹ. Cho nên mình đi dạo. Mẹ. Anh bỏ cái cải xanh vô trong đấy ngon. Cải nhỏ nhỏ lên. Mẹ. Mẹ này. Ở bên kia mẹ đây. Phải lấy cái con đường bơi mà. No, ông bơi là Hà mới đi. Giờ bữa nay mình đi dạo. Thì mình đi dạo cái khu gì mà nó cũng quá xa hả? Không có xa gì mấy đâu. Nó xa mà mình cái đoàn nó chưa khu mình đi mặc cơm xa. Này con ăn giỏi em nè, con muốn bún vô. Điểm thôi hồi đi chơi mình đói bụng á. Điểm thôi mình hồi mình đi là mình đói á, biết không? Bữa nay ơi, ủa chứ không phải mẹ đang nói thì điểm sao? Thì con muốn nói hả? Mẹ, nói gì? Mẹ mới nói thì muốn con kêu bằng mặt xe bằng xe. Đi bằng vợt chưa? Vợt chiếc. Vợt chiếc lại. Được không con? Ăn được không? Điều vợt chưa bằng ai? Bỏ cải nhỏ vô. Vô thêm. Này chỉ có thầy chồng với Vina ăn à. Chị hai đi đi Vin với bạn rồi, có hẹn với bạn đi chơi rồi, đi shopping rồi. Này chị hai không đi với mẹ với ba. Chị hai đi với bạn. Anh ba thì hồi để đi đá banh luôn, 2 giờ đó đi với anh. Anh ba 2 giờ. Anh ba đi đá banh rồi, anh ba đâu có đi chơi với mình được đâu. Anh ba chưa tiếng hả? Ăn giỏi đi xong rồi hồi lấy bánh kem ra thổi bánh kìa. Đi nào phụ mẹ làm bánh kỷ niệm mà 20 năm ngày cưới của ba với mẹ à. Bữa nào đi ăn nhà hàng cả nhà, đi hết nhà. Nay cuối tuần chỉ ăn vậy thôi. $6 gì mấy gì là rẻ. Hơi lạc thì cho nước mắm lên thêm luôn. Hơi lạc không? Ăn giỏi không? Ừ, giỏi. Cho anh miếng giấy khác. Miếng giấy này của em mà anh lấy à? Thăm hồi Na thả bánh phải không? Làm bánh kem ha. Bánh kem thì mình làm á. Yes, Manin. Ừ. Yes, yes, cacaput. Nên sợ luôn, mới đây mà 20 năm rồi. Yes, cacaput mama. Ừ. Cacaput. Ừ. Mama không nói cacaput đâu. Già. Quá. Mẹ nói ba với mẹ già. Ina thấy ba với mẹ già không? Nó mắt mới mở cửa lại cả nhà ơi. Đó này đóng cửa dịch corona đó, giờ mới mở cửa lại. Em nè, mẹ thấy mẹ già, nó thấy mẹ già. Già không? Sao? Nam suy nghĩ coi. Nó suy nghĩ đây. Già nó không già. 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 Không, nó nói mẹ già. Đẹp hay xấu? Xấu. Xấu, thấy chưa? Nó nói mẹ xấu luôn. Rồi ba thì ba làm sao? Ba làm sao? Ba thì ba không già. Trời, ba không già. Ok Nina nè, phải nào phản bội nè. Ừ. Để ba thì ba. Nó khen ba nó không già, khen mẹ nó già. Đúng không? Ba thì ba đẹp. Ba đẹp hay xấu? Đẹp. Trời ơi, ba đẹp. Ừ, mẹ là xấu, ba là đẹp. Con gái mình đẻ ra. Thôi, em muốn ăn bếp nữa nha anh ơi. Em ngọt em nữa. Em muốn cứ bắt. Nam tự tiếp không? Hả? Quá. Con Nguyên ăn tử không? Đẹp. Đẹp. Ăn bún đi. No ba. Ăn xong rồi mình mới lấy bánh kem ra chứ. Mình lấy bánh kem, mình cắt bánh kem cho cô chú coi. Là bà mẹ cái gà thú là mình phải thổi cái gà thú gì mà nó phiền nhất thì mình ăn. Ừ. Mà đâu biết hả? Mình cải trâu. Ừ. Cải xong cho nó coi. Ngon ha. Ơi, tại trong mùa đông tới giờ mà ngon. Nước bún cá ngon, tại có khóm á. Phải lấy cá ra ăn nữa. Cá 2 con trong nồi nè. Cái gì cá ra ăn thêm. Lấy cái đuôi ra. Ăn nó ngọt. Còn bữa nào đi ăn nhà hàng hết nhà. Nhà hàng mới mở cửa trở lại mà chưa có mở ở trong được cái nào, mở ngoài terrace á, ngoài sân á. Tại mấy ngày trời xấu cho nên mình không có đi ăn bằng Đúng rồi, trời đẹp mình mới đi lại. Này miếng cà không ăn thích hả? Ơi mẹ ăn cho. Rồi. Bẹt, không cà nữa, nó là bẹt. Cà. Cái cà chả. Chả ngon. Hồi nãy anh đi chợ mẹ quên kêu anh coi coi cái gì? Coi có. Được ra có rẻ hả? Cá làm chả hôm qua. Qua mua xong 16 đồng á. Cá là 1 kg. Nãy Lực Lem có coi không? Mua tép mà bên kia còn đau lắm. Đi mua tép với gì? Mua gì? Phân hả? Ừ. Có dưa hấu không? Có. Hai cái hả? Ừ. Rồi nhỏ em nó cho hay trong chợ dưa hấu rẻ 50 cent ký à cả nhà. Mà nửa đầu mơ gô á, 1 kg dưa hấu á, cho nên là sai ông xã chạy đi mua.